Với việc có thứ hai đại diện tiến vào trận chung kết tại MSI 2023, nên Liên minh Huyền thoại Trung Quốc có thể coi là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đội hình nhà vô địch Jin Dong Gaming là có tới hai tuyển thủ người Hàn, đó là Canavi và Roller. Cả hai đã chính thức trở về Hàn Quốc để tham dự đội tuyển quốc gia, thế nên đội hình tham dự ASEAN của nước chủ nhà vẫn đang là dấu hỏi lớn. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, danh sách đội tuyển ASEAN Trung Quốc là JJ, Nike, Meiko. Khả năng slot dự bị nằm ở đường trên với hai lựa chọn là Bin cùng 3 số 9. Vị trí xạ thủ vẫn đang được gói gọn trong ba cái tên Gala, Elk và Light. Tuy nhiên, nhiều khả năng Gala sẽ là người được chọn. Vậy với đội hình toàn sao như lời đồn, ASEAN Trung liệu có đủ sức lật đổ thế lực mang tên Hàn Quốc tại kỳ Asian Games diễn ra ở Hàng Châu? Đường trên, Bin, 3 số 9. Với việc phải lựa chọn 5 thành viên chính thức và một vị trí dự bị mà ASEAN đưa ra, slot dự bị này có lẽ sẽ phù hợp nhất ở vị trí đường trên. Bin và 3 số 9 là hai cái tên vô cùng khó cân đo, xem ai là người nên ngự trị ở đường trên của đội tuyển, bởi cả hai đều chứng minh được giá trị cốt lõi mà một người đi đường trên cần có. Với 3 số 9, anh hiện đang là nhà vô địch LPL Xuân và cũng là nhà vô địch MSI. Từng đó thành tích đủ khiến ban lãnh đạo đội tuyển Trung Quốc điền tên anh vào danh sách tham dự. Ở 3 số 9, điều khiến người hâm mộ yên tâm là sự chắc chắn trong lối chơi, khả năng tự làm tự ăn mà vẫn giữ được lợi thế cho đồng đội. 3 số 9 chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều tài nguyên, thế nhưng mặc nhiên, mỗi lần máy quay ly đến đường trên, ta lúc nào cũng thấy 3 số 9 đang đàn áp đối thủ, hoặc sẽ thủ trụ một cách lừng lững khi sử dụng những vị tướng chống chịu. Khả năng đi đường tốt là vậy, nhưng khi đặt chân vào những giao tranh tổng quan trọng, 3 số 9 vẫn luôn biết cách tỏa sáng bằng việc roll ra 3 số 9, biến bản thân mình thành một tấm khiên trắng vững vàng cho xạ thủ xả sát thương, hoặc sẽ lao vào và làm chủ lực của đối phương bốc hơi ngay lập tức. Có thể nói 3 số 9 đang là ông vua đường trên của Trung Quốc thời điểm hiện tại, và cũng là lựa chọn số 1 cho vị trí đường trên của đội tuyển quốc gia tại kỳ ASEAN sắp tới. Thế nhưng có lẽ nhiều người vẫn chưa thể quên màn trash talk máu lửa mà Bin dành cho 3 số 9, khiến đường trên của Jin Dong phải tìm đến làn kho thuốc lá để giải tỏa áp lực. Do đó, việc cần một slot dự bị ở đường trên là điều cần thiết và không ai phù hợp hơn ngoài Bin. Ở Bin, chúng ta thấy được một chiến binh vô cùng hiếu chiến, một kẻ luôn lao đầu vào thử thách để tìm kiếm những sinh mạng yếu đuối, kết liễu chúng và trở thành kẻ đi sang hàng đầu. Dù tên tuổi của anh luôn gắn liền với những đấu sĩ đường trên thay vì lớp tướng đỏ đòn, Bin vẫn bỏ ngoài tai và chứng tỏ con đường mình lựa chọn hoàn toàn đúng. Tiêu biểu là việc tự tay tiễn hai đại diện LCK về nước tại MSI trước khi sòng phẳng vào chung kết để gặp 3 số 9. Nếu như có cơ hội ra sân tại kỳ Á vận hội sắp tới trên sân nhà, chắc chắn Bin sẽ tiếp tục làm được nhiều hơn những gì mà anh đã thể hiện để giúp đội tuyển Trung Quốc chinh phục tấm huy chương vàng. Đi rừng, GG. Người đi rừng kỳ cựu của EDG là cái tên được cho mặt cửa vàng tại kỳ ASEAN sắp tới. Tại Trung Quốc, JJ luôn là cái tên được đánh giá cao, bất chấp việc Sun vừa có màn trình diễn tốt trước các đại diện LCK. Điều này không hẳn là không có cơ sở, bởi JJ cũng đã đặt cho mình danh hiệu top 2 MVP tại vòng bảng mùa xuân và cũng trở thành nhân tố quan trọng giúp EDG có được vị trí thứ 3 tại playoff. Sở hữu lối đánh máu lửa với việc sẵn sàng sử dụng những vị tướng đi rừng ăn thịt như Wukong, Elise, Viago, Lee Sin và V. JJ chắc chắn là mảnh ghép mà đội tuyển Trung Quốc cần khóa lấp vị trí mà chiến binh người Hàn Canavi để lại. Dù không thực sự có chuỗi phong độ ổn định, đôi lúc có thể chơi trên cơ hầu hết mọi đối thủ, nhưng có khi lại nằm dưới đáy chuỗi thức ăn. Nhưng JJ vẫn được coi là một mắt xích quan trọng nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Rất có thể nếu như được đánh cặp với Nike ở đường giữa, JJ sẽ tỏa sáng để mang về vinh quang cho đội tuyển Trung Quốc. Đường giữa, Nike. Không cần phải nói quá nhiều về Nike, chắc chắn anh đang là người đi đường giữa hay nhất LPL, nếu không muốn nói là hay nhất thế giới. Khả năng gánh đội khi xạ thủ không có được nhiều lợi thế, khả năng mở giao tranh đột biến và xử lý kỹ năng vô cùng mãn nhãn của Nike là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định trên. Ở Nike, ta cũng thấy được một tinh thần thép hiếm có của một tuyển thủ chuyên nghiệp, khi dù có phải đối mặt với người bạn thuở thơ ấu như Ya Gao hay huyền thoại ở đường giữa Faker, thì anh vẫn liên tiếp có được những màn trình diễn tuyệt vời. Trong giai đoạn mùa xuân vừa qua, Nike tìm về được bản ngã, thể hiện việc đi đường vượt trội, thường xuyên đè đường tất cả đối thủ. Anh không cần phải được dồn quá nhiều tài nguyên, nhưng cũng giống Faker ở thời điểm đó, lượng sát thương đầu ra cùng hàng loạt những tình huống make play hoàn hảo đã được trình làng dưới bàn tay kỳ diệu của Nike. Với bệ tướng rộng, Nike hoàn toàn có thể làm chủ thế trận với mọi chiến thuật đề ra của huấn luyện viên. Từ làm nền gây sát thương, Nike đều có thể là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những hoài nghi, những câu hỏi về năng lực của chàng kỳ sĩ trẻ tuổi đã hoàn toàn bị đập tan bằng chiếc vô địch LPL cũng như MSI, cho thấy Nike sẵn sàng chinh phục những thử thách kế tiếp.
trước mắt là ngự trị khu vực đường giữa của đội tuyển Trung Quốc. Nếu như có thể tiếp tục leo lên đỉnh tháp bằng chính đôi bàn tay của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia, không có gì phải nghi ngờ, Nike chính là chân mẹ thiên tử mà Liên minh xứ Trung ao ước có được. Đường dưới Gala. Vị trí đường dưới ác hẳn đã làm tốn không ít giấy mực của những tờ báo tại xứ Trung, khi mà các xạ thủ quốc nội của họ đều là những nhân tài hiếm có. Có thể nói LPL là cái nôi của những người nổ chủ lực quan trọng, trong đó có Jackie Love, Light, Elk. Thế nhưng vị trí gần như đã chắc chắn được đóng đinh là Gala, xạ thủ kia cựu từng lên đỉnh thế giới cùng RNG tại MSI một năm về trước. Sau khi không còn pin trong đội hình, RNG đã không còn giữ được vị thế độc tôn tại sân chơi quốc nội, khi liên tiếp đem về những thành tích không đáng có, đặc biệt là văng khỏi top 6 LPL Seoul. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Gala bị đánh giá thấp trong nhà xạ thủ tại đại lục. Khoan bà đến khả năng thi đấu vô cùng tốt của xạ thủ sinh năm 2K1, thông tin anh gia nhập bầy kỳ lân Tô Châu đã khiến người hâm mộ LNG phấn khích. Với một lineup khá chất lượng, bao gồm bộ đôi mid rừng, Tarzan và Scout, cộng thêm sự bổ sung nhân sự chất lượng từ Gala, chắc chắn đây không phải là một mùa Gala cười, mà sẽ là một mùa hè cực kỳ bùng nổ của LNG. LNG là chủ nhân của một trong 48 vé đến World nếu như họ vẫn giữ nguyên phong độ hiện tại. Sau thời kỳ hoàng kim mang tên Uzi, có lẽ Gala là một trong những xạ thủ luôn được đánh giá cao bất kể meta. Thậm chí sau những đợt thay đổi về trang bị, Kai'Sa là cái tên chuẩn bị nổi lên như một thế lực hùng mạnh ở cánh dưới. Và đương nhiên, đây là chất xúc tác giúp Gala tung hoành ngang dọc nhằm hướng đến mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng ASEAN. Hỗ trợ Meiko. Đi cặp cùng Gala không phải là một on đang tiến bộ từng ngày, cũng chẳng phải một missing đã có chuỗi thành tích ấn tượng tại các giải đấu, mà là Meiko. Anh được xem như một trong những biểu tượng của Liên minh xứ Trung, tương đương với Hàn Quốc có Faker. Quả đúng như vậy, Meiko là một trong năm cái tên góp mặt trong danh sách những tuyển thủ từng vô địch tất cả các giải đấu mà họ tham gia, với hai chiếc vô địch cùng EDG vào năm 2015 là LPL và MSI, một chiếc vô địch Worlds vào năm 2021 trong mùa áo của EDG. Sau hơn 8 năm cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp, phong độ của Meiko vẫn chưa hề thuyên giảm. Trái lại, nó còn ngày càng trở nên đáng sợ hơn nhờ vào kinh nghiệm thi đấu. Dưới màu áo EDG, Meiko luôn biết cách kiểm soát mọi thứ, từ tầm nhìn cho đến mục tiêu, kiểm soát lính ở đường vào, trao đổi chiêu thức với các đối thủ. Không có gì là Meiko không thể làm được. Dù rằng Meiko không thể cùng EDG vào tới chung kết tổng LPL, thế nhưng với tầm ảnh hưởng và kinh nghiệm chiến đấu của mình, đây chắc chắn là vị trí không thể thay thế trong đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Và đó là những cái tên hứa hẹn sẽ khiến cho Hàng Châu sắp tới phải bùng nổ, mang về ít nhất là một chiếc huy chương bạc cho nước chủ nhà. 2023 là một năm tỏa sáng rực rỡ của khu vực Trung Quốc tính đến hôm nay. Và đó cũng sẽ là nguồn động lực lớn lao khiến cho dàn tuyển thủ hùng hậu của đại lục chiến đấu hết mình vì một cờ sắc áo. Hãy cùng hy vọng vào một kỳ ASEAN tuyệt vời nhất trong lịch sử, khi giờ đây khoảng cách giữa hai khu vực LPL và LCK đã không còn quá lớn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây chính là khoảnh khắc mà người hâm mộ xứ tỷ dân đã chờ đợi rất lâu, và chắc chắn đội hình trên sẽ không khiến cho các khán giả phải thất vọng.